Sau khi dẫn dắt Man City vượt qua Sevilla ở trận tranh siêu cúp châu Âu, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tỏ ra hài lòng với quyết tâm thi đấu của các học trò. Sở hữu đội hình được đánh giá cao hơn về mọi mặt, Man City dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo nhưng bế tắc trong tấn công. Phút thứ 25, Marco Acuna thực hiện pha treo bóng như đặt từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Youssef El-Nassiri bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Ederson, mở tỷ số cho Sevilla. Bị dẫn bàn trước, Man City tiếp tục nỗ lực tấn công trong suốt quãng thời gian tiếp theo. Phút thứ 63, Rodri thực hiện pha treo bóng check bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Cole Palmer bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Yacine Bono gỡ hòa một đều cho The Citizen. Do tỷ số hòa một đều được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu nên đôi bên phải bước vào thi đấu luân lưu. Trên chấm 11m, Man City giành chiến thắng 5-4 để đoạt siêu cúp châu 2023. Nemanja Gurzhiev là cầu thủ duy nhất đá hỏng luân lưu. Theo thống kê của hãng Opta, cả 4 trận tranh siêu cúp châu Âu gần nhất phải thi đấu luân lưu đều có sự góp mặt của các câu lạc bộ Anh. 3 lần trước, chiến thắng đều thuộc về nhà vô địch Champions League Bayern với Chelsea 2013, Liverpool với Chelsea 2019, Chelsea với Villarreal 2021. 10 trên 11 trận tranh siêu cúp châu Âu gần nhất, chiến thắng đều thuộc về các câu lạc bộ vô địch Champions League. Tính đến thời điểm này, có tổng cộng 6 câu lạc bộ Anh từng giành siêu cúp châu Âu, gồm Liverpool 4 lần, Chelsea 2 lần, Aston Villa, Man City, Man U và Nottingham Forest cùng có 1 lần. Pep Guardiola là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử giành siêu cúp châu Âu với 3 câu lạc bộ khác nhau, cùng với Barcelona 2 lần, Man City và Bayern Munich mỗi câu lạc bộ 1 lần. Cole Palmer trở thành cầu thủ đầu tiên sau Michael Owen năm 2001 ghi bàn ở cả trận tranh siêu cúp Community Shield và UEFA Super Cup trong cùng một năm. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Guardiola dành lời khen cho Ederson và Cole Palmer khi nhận định Ederson đã có một pha cứu thua xuất sắc. Tuần trước, chúng tôi đã thua Arsenal ở trận tranh Community Shield bởi loạt sút luân lưu, nhưng lần này thì chúng tôi đã thắng. Một trận chung kết như thế này là thử thách không dễ dàng với Cole Palmer, tuy nhiên cậu ấy đã chơi rất xuất sắc. Phân tích kỹ hơn về thế trận và các tình huống đáng chú ý, huấn luyện viên Guardiola nhấn mạnh, có lẽ pha dứt điểm của El-Nassiri không hoàn hảo, nhưng đó là điều vẫn xảy ra trong bóng đá. Rất may là Ederson, sau đó vẫn chơi tập trung để có nhiều pha cứu thua. Sang hiệp 2, chúng tôi đã kiểm soát thế trận tốt hơn và ghi bàn. Nhưng thực tế, tôi đã có cảm giác, nếu Sevilla ghi bàn thắng thứ 2 thì chúng tôi không thể gắng gượng được nữa. Sevilla có những cầu thủ đặc biệt và một thủ môn giỏi, họ cũng đã chơi rất hay khi tấn công. Khép lại chia sẻ của mình, huấn luyện viên Guardiola khẳng định, trong quá khứ, khi tôi có cảm giác thiếu động lực, khi giành rất nhiều danh hiệu và cũng e ngại các cầu thủ của mình thiếu khát khao thi đấu. Nhưng ở trận đấu này, tôi không hề thấy cảm giác đó xuất hiện. Tôi thực sự hài lòng vì đã giành được danh hiệu. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng tới một danh hiệu khác là FIFA Club World Cup.